Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất quy định giờ bán hàng của cây xăng. Xe máy tự lao đi như bóng ma tông trúng cụ bà. Giới trẻ rầm rộ vác xô chậu xông thẳng đến rạp chiếu phim đựng bỏng ngô số lượng lớn. Trang chủ Miss Grand International bay nửa triệu trong tích tắc sau khi thiên ân out top 10. Người đàn ông bận nhất thế giới qua đời sau khi tắm vài tháng. Hải Vân xin kính chào quý vị khán giả. Hải Vân rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong bản tin của Sài Gòn TV. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật được. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo tờ trình quyết định ban hành quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố. Tại dự thảo, Sở Công Thương quy định tổng thời gian bán hàng trong một ngày và giờ bán hàng cụ thể trong ngày do thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu tự xác định theo thực tế, phù hợp với khả năng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, phải đảm bảo tối thiểu 12 giờ trong một ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Đồng thời, phải đảm bảo không mở cửa bán hàng trễ hơn 6 giờ và không đóng cửa trước 18 giờ hàng ngày. Đối với những ngày lễ Tết, thời gian bán hàng tối thiểu không ít hơn 8 giờ một ngày, khuyến khích các thương nhân bán lẻ đăng ký mở cửa bán hàng nhiều hơn thời gian tối thiểu quy định như trên. Thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ đăng ký thời gian bán hàng sau khi quy định này có hiệu lực, đồng thời phải niêm yết thời gian bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ theo thời gian đã đăng ký. Về các trường hợp dừng bán hàng, dự thảo quy định các trường hợp được dừng bán hàng gồm thực hiện cải tạo nâng cấp, sửa chữa tối đa dưới 30 ngày, thương nhân kinh doanh có việc cưới, tang, tai nạn, bị ốm, được dừng bán hàng tối đa không quá 7 ngày, các trường hợp bất khả kháng như cháy nổ, lũ lụt, khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận có việc gần 100 người Việt biến mất sau khi nhập cảnh với lý do du lịch qua sân bay Yangon của tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, khiến các hãng bay và công ty du lịch liên quan phải tạm dừng đưa khách đến hết ngày 31 tháng 10. Ngày 22 tháng 10, hãng hàng không Fly Gangwon thông báo Hàn Quốc tạm thời không thể tiếp nhận khách Việt đăng ký theo diện miễn visa đến sân bay Yangon từ 0 giờ ngày 23 tháng 10 đến 31 tháng 10 năm 2022. Lý do là chính quyền Gangwon đang sắp xếp lại công tác quản lý và cấp visa cho người Việt nhập cảnh tại sân bay Yangon sau thời gian thử nghiệm chính sách miễn visa. Cùng ngày, thông tin 120 người Việt mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc qua sân bay Yangon được đăng tải trên mạng xã hội của một số hội nhóm người Việt tại Hàn Quốc. Nội dung bài viết giải thích việc chính quyền tỉnh Gangwon ngừng chương trình miễn visa nhập cảnh qua sân bay Yangon là vì số người Việt thất lạc kia. Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên lạc với các cơ quan chức năng Hàn Quốc để cập nhật thông tin, hỗ trợ tìm kiếm những người trên, đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Tại Việt Nam, Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và công ty du lịch tại Việt Nam để tìm hiểu thông tin về những công dân hiện mất liên lạc. Trong đêm chung kết Miss Grand International diễn ra vào tối qua tại Indonesia, đại diện của Việt Nam là Đoàn Thiên Ân, mặc dù đã có màn thể hiện xuất sắc nhưng đã phải dừng chân đầy tiếc nuối ở top 10. Ngay sau khi đại diện Việt Nam không lọt vào top 10 chung cuộc, nhiều khán giả rủ nhau bỏ theo dõi trang chủ Miss Grand International. Vì kết quả quá bất công, khán giả Việt Nam đã rủ nhau bỏ theo dõi trang chủ Miss Grand International. Trước đó, thì cuộc thi yêu cầu netizen phải ấn theo dõi mới có thể bình chọn hợp lệ cho đại diện tại cuộc thi. Vì muốn Thiên Ân có được vé lọt vào vòng trong, khán giả tại quê nhà đã kêu gọi nhiều người ấn theo dõi và bình chọn cho cô. Nhờ vậy mà trang chủ Miss Grand International đã tăng từ hơn 1 triệu đến hơn 6,5 triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên, con số này đang giảm một cách chóng mặt. Chưa đầy 10 phút sau khi Thiên Ân bị loại, trang chủ Miss Grand đã bay gần 1 triệu tài khoản theo dõi. Nhiều ý kiến cho rằng con số này sẽ tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tới. Công an phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho hay đang điều tra vụ việc cụ bà bán vé số bị kẻ gian lừa đổi vé không trúng giải để lấy tiền. Lợi dụng cụ bà bán vé số đã lớn tuổi, mắt yếu, kẻ xấu đã đem 8 tờ vé số không trúng giải đem đổi. Theo trình bày của cụ bà Dương Thị Chính, 78 tuổi, ngụ thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, khoảng 9 đến 10 giờ ngày 23 tháng 10, bà đang bán vé số ở khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo, Nguyễn Chí Thanh thuộc phường Tam Thạnh thì có một người đàn ông khoảng 40 tuổi gọi dò vé. Sau đó, người này nói 8 tờ vé số của ông ta mua là của công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số kiến thiết Gia Lai, phát hành ngày 14 tháng 10 trúng giải 8. Qua kiểm tra, cụ Chính thấy ngày phát hành,
và hai số đuôi 8 tờ vé số trùng khớp với kết quả nên đã đổi 800.000 đồng cho người đàn ông trên. Sau đó, người này lấy 600.000 đồng, còn lại mua 12 tờ vé số và bao cho cụ Chính 80.000 đồng. Ngày hôm sau, cụ Chính đến đại lý nhận vé số đi bán và đem đổi 8 vé số trúng giải thì mới tá hỏa phát hiện 8 tờ vé số đã bị chỉnh sửa ngay. Cụ thể, kẻ xấu đã dùng bút xóa chỉnh sửa tờ vé số phát hành ngày 21 tháng 10 trở thành ngày 14 tháng 10. Kết quả, cụ Chính mất trắng 720.000 đồng một cách tức tưởi. Được biết, cụ Chính có chồng già yếu bị đau còn cái lại ở xa. Nhiều năm nay, cụ đạp xe quanh thành phố Tam Kỳ bán vé số dạo kiếm thêm tiền trang trải chăm lo cho chồng, thu nhập mỗi ngày trung bình chỉ khoảng 100.000 đồng. Mới đây, hình ảnh 4 người đàn ông chật vật kéo chiếc xe bị lũ cuốn trôi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng xót xa lo lắng. Được biết trước đó, vào đêm 24 rạng sáng 25 tháng 10, cơn mưa lớn đã khiến cho nhiều nơi tại Đà Nẵng bị ngập nước. Theo clip, giữa dòng nước lũ cuồn cuộn chảy qua đường, nhiều người dân đang cố gắng giải cứu một người đàn ông và chiếc xe máy điện bị lũ cuốn trôi. Phải mất một lúc hợp sức mọi người mới có thể kéo được chiếc xe lên bờ an toàn. Nhiều người bình luận bày tỏ sự xót xa và lo ngại trước tình trạng mưa ngập ở Đà Nẵng. Mới đầu tháng đã lại mưa lũ rồi, nước lên nhanh quá nên cho trẻ con nghỉ học ở nhà thôi, hoặc đừng để các cháu tự đi một mình, nguy hiểm lắm. Mới mưa có sáng nay thôi mà đã lại ngập khắp nơi rồi, buồn quá Đà Nẵng ơi. Tiếp theo chương trình là đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe máy lao đi vun vút dù không có người điều khiển, vô tình tông chết cụ bà ngồi bán hàng trên vỉa hè. Theo nội dung clip, người đàn ông đi xe máy với tốc độ cao do không kiểm soát được tay lái nên té úp mặt xuống đường. Điều gây bất ngờ là xe máy không ngã theo mà tiếp tục lao đi vun vút như bóng ma dù không có ai điều khiển. Theo người chia sẻ clip, xe máy này lao như bay qua chợ đông người và tông vào một cụ bà ngồi bán hàng trên vỉa hè. Cú tông mạnh khiến cụ bà không qua khỏi. Sự việc xảy ra vào lúc 5 giờ 46 phút sáng qua 25 tháng 10 tại chợ Châu, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, khiến người xem clip rùng mình. Những ngày qua, hình ảnh mùa thu thay lá tại các tỉnh thành Việt Nam như Hà Nội, Đà Lạt, Cao Bằng, Quảng Ninh được nhiều người chú ý. Du khách truyền tay nhau những đĩa chicken lá vàng không thể bỏ qua trong dịp cuối thu, đầu đông, trong đó có rừng cao su tại Dầu Tiếng, Bình Dương. Bộ ảnh rừng cao su thay lá chuyển màu vàng, đỏ, ấn tượng như bối cảnh phim nước ngoài tại Dầu Tiếng, Bình Dương thu hút sự chú ý, được nhiều bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội và rủ nhau tới check-in. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, bộ ảnh này được chụp vào dịp đầu năm 2022. Theo tác giả bộ ảnh, nhiếp ảnh gia Viên Diệu Phát, thành phố Hồ Chí Minh, anh khá bất ngờ khi bộ ảnh được chia sẻ rộng rãi trở lại trên mạng xã hội. Theo anh Phát, khu vực xuất hiện trong ảnh nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km, gần hồ Cần Nôn, một hồ đập tràn thuộc xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng. Mùa thay lá của rừng cao su này thường diễn ra vào cuối năm, tháng 12 và kéo dài khoảng 1 tháng. Theo anh Phát, các lô cao su ở Dầu Tiếng đều vô kể. Du khách cứ đi và thấy đoạn nào lá thay màu nhiều, mật độ dày thì dừng lại chụp. Khu rừng sẽ đẹp nhất vào thời điểm tháng 12 âm lịch khi lá cây chuyển màu đồng đều, tạo nên khung cảnh đẹp không kém bối cảnh phim Hàn Quốc, Nhật Bản. Tại một rạp chiếu phim lớn đã tung ra chương trình khuyến mãi mua vé xem phim tặng miễn phí bỏng ngô không giới hạn số lượng. Nhiều bạn trẻ thích thú đã mang theo đủ loại vật dụng để đựng bắp như là xô chậu, nồi cơm điện đến đựng vô cùng hài hước và dí dỏm. Thời gian chương trình đến hết tháng 11 năm nay nhưng chỉ được áp dụng một lần nên nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ cơ hội đặc biệt này để săn lùng ưu đãi. Chính vì vậy trào lưu mang nồi, son, xô, thùng, thậm chí là chậu để đựng hết bỏng ngô tạo nên hình ảnh vô cùng hài hước. Trên khắp các trang mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã rầm rộ đăng tải những hình ảnh chia sẻ về hoạt động mang theo các vật đựng vào rạp phim. Không chỉ các bạn trẻ mà nhiều gia đình cũng mang theo con nhỏ tham gia hưởng ứng trào lưu này. Trong khi giới công sở khác đang loay hoay tìm cách giải tỏa cái ngột ngạt nơi văn phòng, thì có một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh lại bố trí đủ loại hình chỗ ngồi hợp tâm trạng nhân viên. Công ty này cho nhân sự của mình một đặc quyền, được tự do lựa chọn và luân phiên đổi chỗ ngồi làm việc, tùy theo nhu cầu công việc và mong muốn mỗi ngày. Trong phạm vi 2 tầng lầu có đến hơn chục khu vực làm việc linh hoạt, mang đặc điểm khác nhau. Khu vực cần chill sẽ là hàng ghế cao, như đang ngồi ở quầy bar. Bạn phóng tầm mắt xuống sẽ thấy lòng đường rộng, xe cộ tới lui giữa hai hàng cây xanh bên lề. Khu vực room rã sẽ là một chiếc bàn gỗ lớn có diện tích cho hơn 10 nhân sự. Sau lưng là tủ bánh kẹo sẵn sàng cứu đói. Nếu cần riêng tư rẽ vào các góc, là một không gian biệt lập, im phăng phắc như tờ. Khu vực này chia bởi nhiều vách ngăn, mỗi người một buồng cách âm, có sẵn ổ cắm và các cổng kết nối cần thiết. Chính vì điều này đã khiến cho hầu hết nhân viên của công ty đều tỏ ra vô cùng hào hứng khi đến làm việc. Vì lo ngại những đứa học trò nhất quỷ nhì ma tìm cách quay cóp, cô Mary Joy Manden, Ortiz ở Đại học Kỹ thuật Bicol, Philippines, đã nghĩ ra cách để khiến không một em nào dám hó hé, đó là tạo ra mũ chống quay cóp.
Theo đó, mỗi sinh viên sẽ tự làm một chiếc nón kiểu cây nhà lá vườn để hạn chế tối đa tầm nhìn ở phía bên trái lẫn bên phải. Chiếc nón này được yêu cầu sử dụng trong suốt thời gian làm bài kiểm tra giữa kỳ. Nghe lời cô dặn, đám học trò nhao nhao cả lên và hàng loạt tác phẩm kinh thiên động địa đến mắc cười đã ra đời. Yêu cầu đặc biệt của vị giáo sư này lấy cảm hứng từ một trường đại học Thái Lan hồi năm 2013. Theo đó, Đại học Kasetsa của nước này đã yêu cầu sinh viên phải đeo thiết bị làm bằng giấy có hình con ngựa để tránh đau mắt trong khi thi cử. Ở thời điểm đó, thì yêu cầu của trường đã gặp nhiều chỉ trích từ cư dân mạng Thái Lan và sau đó thì biện pháp chống gian lận này nhanh chóng bị loại bỏ. Một ẩn sĩ người Iran được mệnh danh là người đàn ông bận nhất thế giới vì không tắm trong suốt hơn nửa thế kỷ đã qua đời ở tuổi 94 hồi cuối tuần trước sau khi ông được khuyên tắm rửa lần đầu tiên cách đây vài tháng. Ông Amal Haji qua đời ngày 23 tháng 10 ở làng Dechga, tỉnh Fars phía nam Iran. Truyền thông địa phương cho biết ông Haji, người dính đầy nhọ đồi và sống trong một cái láng bằng gạch than xỉ, đã không tắm bằng nước hay xà phòng trong khoảng 67 năm. Ông Haji từng nói ông không tắm vì sợ việc đó làm ông ốm và đem lại những điều không may. Tuy nhiên, cách đây vài tháng, dân làng đã thuyết phục ông tắm rửa lần đầu tiên, rồi sau đó không lâu ông Haji bị ốm và qua đời. Ngoài việc không thích tắm, ông Haji còn có ác cảm với đồ ăn và đồ uống sạch. Món ăn ưa thích của ông là diếm thối và ông thường uống 5 lít nước mỗi ngày từ một can đựng rỉ sét với nước đựng lấy từ các vũng nước gần đó. Dù ít tắm, ăn thịt thối và uống nước bẩn, song sức khỏe của ông vẫn tốt. Đầu năm nay, một nhóm bác sĩ do giáo sư tiến sĩ Ghulam Reza Molavi tại trường y tế cộng Iran đã tiến hành hàng loạt xét nghiệm cho ông Haji, gồm cả xét nghiệm HIV và viêm gan. Vì tiến sĩ này rất ngạc nhiên khi thấy ông Haji không bị bất kỳ vi khuẩn hay ký sinh trùng nào. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.